bán lươn có giá trị này, xin trả anh Hoàng rồi, luôn rồi, rồi chào ông không? Chủ luôn lương 100.000 hả, 100.000 anh Hoàng à. 100.000 còn nhiêu nó hết rồi đó. Bán rồi, chúc anh mua bán hết luôn nha. Rồi, bán tối giờ hết 200kg rồi, còn có nhiêu nữa đó anh. Ô, dữ ha. Đây, tôm thẻ sống 120.000kg rồi các bạn ơi. Đủ nhau, chợ Bình Điền nha. Khổ quá mà. Thôi, tôm có 70.000kg rồi các bạn ơi. Mua đang sống. Sống mà. À, quá rẻ ha. Đây quá tươi luôn mấy chị ơi. Ở bên này nhiêu chị cô Dung? Ở bên này có 240 là bao con luôn. Cô Dung này tính tình tánh tình vui vẻ đó các bạn ơi. Rồi có anh nào chưa vợ xuống hốt giùm đó đi nè ơi. Quá hơi rồi. Đó bên điện cái ơi nhiều lắm, anh nào chưa vợ xuống hốt giùm đó đi. Trời ơi cái hốt gì làm như hốt rau cũng còn. Con nào đó là hủ. Ờ bà trồn 120 các bạn ơi. Con lẩu ăn cái này nè, anh lẩu cũng được mà anh nướng cũng được. Chạch quế anh ăn. À chạch quế hả? Bao làm luôn, cá lóc cũng vậy luôn ha. Đây là quang cảnh bên ngoài nhà lọc khu hải sản tươi lúc hơn 6 giờ sáng. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Rồi vô nè. Cá một lồng là dứa nè, bao nhiêu ký vậy anh? 38 em chị. Bao nhiêu ký vậy anh? 70.000 đó chứ. 70.000. 8. Rồi chị lấy con nào là? Con nào, con nào? Nhỏ nhỏ xinh xinh nè, nhỏ nè. Trời ơi, con này nhỏ không lấy. Con này nhỏ rồi. Nào như thấy à? Này à? Con này luôn. Nào. Một con. Cá cơm 25.000 ký.
40.000 ký. Cá này nè. Cá đối nè chị. Cá đối nè, có mấy cái vậy? Cá đối lên 80, còn cá chị chỉ vô mua đem bán chỉ 40 bằng giá cá chép con trơn. Cá đối 80.000 ký. Chút chạy nào chút. Chống hàng. Chống nó đi xuống.
chứ còn cũng một cổ là 100 ngàn. Nữa hả? Trời ơi, chết luôn. Sống rồi, ra sống rồi mà. Có rổ 2 con, nó rổ 3 con, nó rổ 4 con, tùy con to lớn nữa. 100 ngàn. À, 100 ngàn cũng rẻ chứ. Một con nó có bán không? Rẻ luôn, chấm rổ đi chị. Đó, có nhiều rổ 3 con lớn ghê. Rổ 100 chị rổ nào cũng đông. Cô, cá đó là cá gì cô? Ba sa. À, ba sa nhiêu ký vậy cô? Cá chết. Cá chết là 40 hả? Cá dừa hồng mà chứ rổ là 100. Thế là chị mới lấy biết rồi. Dùng có nè. Hả? Chứ là nhỏ ha, là bự. Nè. Hai con bán 2 con. Ý là các bạn ơi.
xem họ xem họ đi chợ Bình Điền nhiều lắm chị. Đây bán bán bao căn em ơi, chưa ta bán căn nào đâu. Ông ơi, anh ơi, có ba mấy con à, đâu có giá đó đâu. Tôi có căn ông bỏ 6 lạng á. Đó thì đó là mẹ đó. Đó thế thì lên đến nè. Tôm 120 ngàn ký tôm sống luôn các bạn. Rồi 150 à. Chút ngang vậy đó. Cái hàng này thì nó hơi dai, cái này đi nó giòn hơn, nó hơi dai. Mình muốn ngọt sang nữa thì cái này 240. Mình tốn 2
rồi chào cô Dung luôn nha, rồi chúc cô Dung rồi. Giao miễn phí luôn. Em trai này giao miễn phí luôn nha. Để làm qua ăn nhậu vui vẻ luôn. Em đọc lại số điện thoại đi. 0937. Rồi, 0937 156 156 158 158. Rồi, có số điện thoại của em trai bán cua này, ai có mua liên hệ rồi em trai này giao tận nơi luôn nha. Cua nào cũng có đó. Rồi chào em luôn nha. Rồi, chào cả nhà luôn. Chào trai mừng cá. Ô, em trai mừng cá. Giỏi ghê không? Cá dừa hồng lấy nhiêu ký vậy em? 45.000 cá lóc to nè. Ôi trời ơi, bự ghê á. Cá đó là cá chép hả? Cá chép nhiêu ký vậy em? Chép 55.000 ký các bạn, chép sống là 55.000 ký các bạn. Chị vui lắm mà, tính tình vui vẻ lắm mà. Ai đi chợ Bình Điền mua ủng hộ cho chị đi. 120 ngàn á chị hả? 120 ngàn. Có lẽ ốc gì cũng có luôn. Nghêu nè. Cái
đẹp gái đi. Đẹp gái, đẹp gái mà lấy nón che để thôi sao quay được. Sa ba có hồi 35 ngàn. Đúng luôn, hết đoạn rồi, 35 ngàn luôn anh ơi. 35 luôn. Để gặp nhau. Để gặp nhau. Còn mới đầu hồi với Sa ba má nghẽ cho. Để có bé nào vậy đó hả? Còn mới đầu hồi lúc lẩu đi. Lúc lẩu cái hồi. Mới đầu cái hồi về lúc lẩu đi. Cái tôm xuống nhỏ nhiêu ký em? 130. À, 130 ngàn tôm sống luôn nha các bạn. Ông anh bán tôm sú ở chợ lớn nha. Đi chợ ghé mua ủng hộ cho ông bạn này nè, bán tôm sú nè. Tôm sống luôn các bạn. Trăm ngàn, trăm ngàn. Siêu thị xã xã đồng giá trăm. Siêu thị sổ trăm ngàn, sú thẻ trăm hết. Sú thẻ hết. Loại nào cũng trăm hết. Tôm đang sống bún luôn các bạn à. Sổ sổ trăm ngàn. Cái đẹp trăm cân. Trăm cân đủ xuống thẻ trăm. Còn ngoài kia 70 tôm ngọt. Còn nói chim chục. À tôm ngọt thì 70. Có đủ ký lựa đại đi con. Cho đủ à. Nhiều lắm. Trăm còn trăm tôm đang sống thì là 100 các bạn. Đó, ơi. Có đồ nhiều đâu. Biết tôi mua đi con. Trăm hay gì vậy? Biết rẻ mà mua. Xuống thẻ thì cũng 100 các bạn. Cân kéo đầy đủ đàng hoàng. Tôm này ngọt là có 70 ngàn các bạn. Một chế trời 70 ngàn. Nè nào chị. 100 ngàn chị, 100 luôn. Rồi xuống thẻ nha chị, chạy rồi giá khác nha, lựa 120 nha. Lựa là 120. Có thẻ lựa 101, tôm xuống lựa 102. Không chị. Tôm xuống tôm thẻ đang sống luôn, đúng luôn các bạn. Lựa lớn thôi chứ giá này quá rẻ rồi, em phải bắt đâu. Chạy nghe rồi. Có 70 hay 90. Đi Thái Lan. Ôi. Tôm thẻ đậu ra. Anh ơi, 100 ngàn chút, nè anh ơi, nói thiệt anh. Bữa nay cá sặc đằng bao nhiêu ký vậy anh? Cá 70, cá 60. Cá 60. Tôm tôm càng nữa nè. Tôm càng 140. À tôm càng 140. Đây ông đang ông bạn bán tôm càng, bán cá đủ thứ loại cá luôn các bạn. Cá 70 con. Cá đó 60 đó con. Cá sặc đằng to này 70 ngàn ký rồi các bạn. Cá nhỏ này 60 ngàn ký nè các bạn. Cô bán đúng chỗ đây con cá chị điện thoại đi. Lại bỏ con cái ra lại cô trả điện thoại. Cá bóp. Cá bóp này nhiêu? Cá bóp 150 nè. Còn tôm nè. Tôm 100. Tôm 100 ngàn, tôm càng sống luôn rẻ quá vậy nha. Tôm càng sống 100 ngàn. Dạ. Không, làm YouTube mà. Quay em vào quay con rồi. Chào khán giả. Rồi em trai bán tôm đẹp trai đây. Chắc là đẹp trai nhất Bình Điền. Chợ Bình Điền luôn không? Mời làm YouTube rồi đó. Tôm càng sống 100 ngàn ký rồi các bạn. Trời tôm càng, cái chỗ nào cũng thấy tôm càng quá trời luôn. Đó. 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 Đẹp luôn. Tôm càng còn luôn. Lớp bơm càng luôn. Cái gì đấy? Cá nè. Quá thơm đúng không? Bao con đầy đủ cái. Cá to này 50 ngàn các bạn. 50 ngàn ký cá to quá trời luôn ha. Tao làm luôn nè. Tao làm kỹ đi. Con là vừa nướng. Vừa thôi hả? Nướng phải không? Rồi nướng mày nè. Rồi. Trời. Nướng. Trời. Con một nướng. Thế là nướng. Và sau khi tham quan Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về, cảm ơn các bạn đã xem video, xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh Nha Trồng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.